Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một web kiếm đồng Rubber. Thì với web này thì nó mới ra, chính xác là mới ra được không ngày thôi, chắc là sang ngày mai thì một ngày. Thì với web này thì nó mô phỏng theo kiểu là đào, 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 đào. Ok, chúng ta đi xem web như nào nhé. Thì những cái kiểu web như này mình trước tiên mình sẽ nói qua thông số, các bạn thể nhìn thấy đây, đây tổng quan là web đấy. Đầu tiên là buy miner, mua mỏ đào, xong rồi connect one này, xong bán này, bán đi sản phẩm đi, và out profit là thanh toán đấy, đại khái như vậy. Thì đây là không marketing như các thứ, connect có motivation, có nghĩa là thực ra không phải motivation này, có nghĩa là không phải là theo kiểu như là dạng có app cho nó đâu, mà là cái này just style app for all, có nghĩa là cái style, cái web này này nó sẽ thiết kế cho cái mobi nó được một cách dễ dàng thông qua cái phone luôn. Và khi các bạn tặng ấy sẽ được 1.000 gold đấy, cái món quà thì các bạn đăng ký, và tổng số thành viên là 810, tổng số bay là 1.354 ruble đã được bay. Total là hai độ kiểu như là 21.225 đây, ngày chạy của chúng tôi không ngày. Ok, thì đăng ký các bạn ấn vào đây gì sẽ đăng ký. Thì mình sẽ phải nói trước cho những cái bạn mà chẳng may các bạn ấy là người từ đâu đến, các bạn ấy xem kênh YouTube của mình, và rất nhiều bạn mới thì các bạn ấy không hiểu, thì mình đầu tiên mình sẽ hướng dẫn qua trước các tính năng, sau đó mình sẽ ok đăng ký, sau đó mình sẽ đi vào phân tích sau. Ok, thì nếu như bạn là người mới, tốt nhất là khi bạn xem cái này các bạn quay lại kênh YouTube của mình, sau đó các bạn là đây, quay lại kênh YouTube để mà cho dễ hiểu hơn, bởi vì thực sự là rất 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 là bạn vào phần playlist cho mình đấy, các bạn chọn Ruba Ruba. Đấy. Các bạn xem lại những clip này, rồi từ cái phương pháp chuyển ruble thành tiền đô, rồi từ hoặc là chuyển thành coin, rồi chuyển về ngân hàng Việt Nam như thế nào, thì tất cả mọi phương pháp này nó có đầy đủ ở đây. Kể cả các bạn có thể xem cái phần comment ở phần mô tả bên cái phần mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới, và hàng loạt những cái tham khảo mà các bạn cần phải xem nếu như là bạn người lần đầu tiên đến với kênh kiếm tiền online của mình, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đấy hàng loạt rất nhiều cộng mọi người đang ở đây rồi, nên ra anh mọi người hãy tham khảo. Ok, thì bây giờ sẽ vào web. Đầu tiên là profile các bạn, tổng quan của web đây, bạn được 1.000 gold đây đấy. Sau đó còn có nghĩa là các bạn là phải mua trước cho mình một cái hang 1.000 gold, bạn sẽ mua được một cái hang đây, mua luôn cho mình đấy. Tiếp theo là mai, mai có nghĩa là khi mà cái hang này nó được á, thì cô này laser này, iron này, gold này kia các kiểu là nó tương ứng với cái số này mà các bạn kiếm được này, quặng mà là bạn kiếm được này, thì tương ứng với cái số hang mà bạn đã mua. Sau đó thì ấn vào đây để mình, đấy là cái phần kiểu như là cái phần phần đầu tư. Thì với cái phần quen đi 100 ruble bạn get được 100.000 gold, và cộng 500 gold, cộng 500 cái này, nếu như bạn đầu tư khoảng độ 100 ruble sẽ đã được 10.500 gold. Thế vậy thì đối với những cái này, bao giờ các bạn trừ hai số 0 đi cho mình thì sẽ là ra số ruble. Thì cái tài khoản duy nhất có thể bay được đó là Bayer Wallet, thì cái này nó ít hệ thống thanh toán quá. Thì có, sau khi có tiền rồi thì các bạn ấn vào đây, thì với cái việc payment ấy thì các bạn bắt buộc ở web này các bạn phải đầu tư vào 10 ruble. Đấy, còn đây là boilers, không có cách nào để cho các bạn kiếm miễn phí ở web này, bắt buộc các bạn phải đầu tư 10 ruble thì mới có thể rút ra tiền, nó đã nói thẳng như vậy. Thì các bạn phải đầu tư, bởi vì khi các bạn nhìn đấy, phần này phần exchange, có khi là các bạn thu nhập được tài khoản thì với 1.000 gold các bạn có thể đổi ra được cái tài khoản mua ấy. Nó sẽ có hai tài khoản đây, một tài khoản out và một tài khoản để bạn mua. Đây đây là tài khoản ra và tài khoản mua, hình như đây sao nó không nhìn rõ lắm, nhưng mà mình nghĩ đoán đây là tài khoản để các bạn rút tiền, còn đây là tài khoản để các bạn mua. Thì phần đứng trên này nó sẽ đổi chuyển lại ngược này. Ok, mời bạn bè video boilers, cái phần này là như này,
Zignoma rằng là các bạn làm một video và để cái link của cái web này ở phần dưới phần mô tả và post vào đây, thì đương nhiên mình sẽ làm video này, sau đó thì mình cũng sẽ thử xem nó sẽ nói gì nếu như mình để video ở phần mô tả và để link của mình dưới. Và đương nhiên mình sẽ không sử dụng link rút gọn để cho nó nhận ra mình cho nó dễ, chứ dùng link rút gọn thằng đấy nó rách nhận ra nó. Ok, để bây giờ mình sẽ check qua, đấy là tổng quan về web, thì bây giờ mình sẽ check qua phần web cho các bạn xem web nó như thế nào. Về web này thì nhìn cái khoản thiết kế của nó thì tương đối là mới, cũng không có phải là kiểu gần gũi lắm, có nghĩa là không phải là lặp lại cho những web mà mình đã hướng dẫn cho các bạn, đâm ra mình đã giới thiệu riêng. Ngày đăng ký của nó ngày 6 tháng 6 năm 2018 và ngày hết hạn của nó là 6 tháng 6 năm 2019, với đến từ thủ Moscow, Nga. Moscow luôn, Nga luôn. Thì với những web như này á, hệ thống thanh toán của nó thực ra nó chỉ có hai cái. Bây giờ mặc dù nó có in hàng loạt này thì các bạn có thể ấn vào đây cho mình này. Đấy. Thì nó chỉ có system payer, QQ và cái QQ, hai cái này thì các bạn sẽ không dùng được, vì thế nó chỉ thanh toán cho Nga thôi. Nó không đích dùng được cái gì cả. Thì bắt buộc nó phải đầu tư 10 ruble vào đây, và chúng ta không hề có subscribe để quảng cáo gì cả. Bây mình đây. Các bạn không thể kiếm miễn phí gì ở web này bằng việc các bạn đầu tư và ngồi ấy thôi. Chứ còn chả kiếm miễn phí được gì ở web này. Với đây đầu việc đầu tư 10 gold thì các bạn sẽ mua được cái con mà cái mỏ quặng than này, Ruby Miner này, Ruby Gold này, Iron này, sắt này, kim cương này, Dimerton sinh cương này. Đấy. Thì việc mình sẽ thử vào đây 10 ruble để xem, sau này mình sẽ làm clip rút tiền cho các bạn để xem nó có rút được tiền không. Bởi vì thực sự là khi phải đầu tư vào thì các bạn mới có thể hình dung ra được web, và cũng như hình dung ra được là nó như nào, cũng là để cho các bạn tham khảo đấy đại khái. Đây các bạn muốn vào 10 ruble thì đánh như này, 10 ruble hệ thống BM, ví Bayer. Bạn nào chưa biết ví Bayer thì link mình phải để phần mô tả bên dưới để cho anh em tạo ví rồi sử dụng ví cho nó thành đạo. Đối với mình 10 ruble nó không phải là vấn đề, làm đương nhiên là vào là để test cho các bạn rồi. Thì tuy là get nó đăng ký ngày mùng web nó ghi đăng ký ngày mùng 6 tháng 6 năm 2018, nhưng mà ở trên web lại ghi là vừa chạy không ngày, thì thực ra là những cái web này nó cứ mập mờ như vậy, nó cũng khó nói. Vừa chạy không ngày tận 800 mấy thành viên, kinh khủng không? Nhưng mà dù sao mình kênh YouTube dù có web nó không ngon, vì mình thực ra mình cũng không thích những cái web kiểu như này lắm, bởi vì cái hệ thống thanh toán của nó rất là kém. Mình thích nhất những cái web nào mà có cái độ hệ thống thanh toán nó cực kỳ ok. Ví dụ như là web như nào nhỉ? Đây, như con này hệ thống thanh toán của nó rất là ok luôn. Không phải ít hệ thống thanh toán. Mình sẽ thử rút tiền cho các bạn ở trên con này. Bây giờ mình sẽ bay cho xong con này đã để mua thêm và xem cái kia nó sẽ hiện như thế nào. Đây này, mình có 10.000 gold và bây giờ mình sẽ mua thêm một cái ấy nữa. Mỏ nữa. Đây, mua thêm mỏ nữa. Với lãi suất của income là 33%, money là 39%, vậy là trong khoảng độ 3 tháng thì các bạn sẽ hồi vốn. Đây cứ đây. Lãi suất là 33% trên một tháng mà, 3 tháng sẽ hồi vốn. Ok, bây giờ vẫn ở cái ao này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là hệ thống Bayer VMTC MQQ của bạn đã hiện lên. Những cái web nào mà đầu tư vào nó hiện được lên như thế này thì chứng tỏ cái web đấy bay được. Chứ còn cái web nào mà đầu tư vào mà nó vẫn yêu cầu bạn là đầu tư thêm 10 ruble thì chứng tỏ cái thằng đấy nó bị điên, chứ không đừng có chơi những cái web đấy, nó bị điên thật chứ không phải điên đùa nữa. Thì đây là web như vậy. Thì với cái web mà lúc em mình vừa nói cho bạn xem với hệ thống thanh toán rất là ok, rất nhiều thứ, ví dụ như bạn có thể vào vòng Bayer, Perfect Money, Litecoin, Bitcoin như các kiểu, Dogecoin như các thứ rất là có rất là nhiều. Thì mình thường thì mình thích những cái web kiểu như vậy hơn là so với những web mà nó ít hệ thống thanh toán. Thực ra là mình thích nó là vì nó có nhiều sự lựa chọn cho mình hơn. Mình có nhiều sự lựa chọn, kiểu như là đã đầu tư vào rồi chúng ta có được thành khách VIP, đầu tư vào đấy thì khách VIP. Thì phương pháp chơi của mình thì bao giờ cũng thế, chơi nhiều web xong không dồn hết các tiền vào một web cả. Đây mình quyết đo thử bạn xem, 13 3, ok. Thì bây giờ mình sẽ check địa chỉ ví Bayer các bạn này, một này mình vừa căn bản là mình vừa bay đây.
Thì mình vừa trừ 10 ru và vừa thanh toán ở cái quét vừa rồi đấy, 12 ru. Đây cái quét này mình vừa thanh toán chết cha rồi, bây giờ rút tiền thì làm sao làm được clip rút tiền ta. Ok, thì hàng loạt mình cũng đang ở đào một số quét vẫn tiếc các thứ làm rất là nhiều, thì các bạn có thể tham khảo lại kênh YouTube của mình. Nếu như bạn không muốn kiếm đồng ruble thì có rất nhiều các kênh kiếm tiền khác nhau ở trên kênh của mình, thì các bạn có thể tham khảo. Ok, ở tổng quan quét này thì các bạn có thể đầu tư cũng được, mà không thích chơi cũng được, tham khảo cũng được, tùy các bạn. Các bạn có cảm nghĩ sao về quét có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Về quét thì nó cũng mới ra thôi, thì kết quả như nào thì hàng tháng mình sẽ cũng sẽ có, hàng tuần, cứ mỗi một tuần mình sẽ có clip rút tiền để tổng hợp hết tất cả lại cho các bạn, để các bạn xem. Khi các bạn nhìn vào đây, ấn vào đây, sau đó thì anh em nó sẽ có clip rút tiền như kiểu này. Đây, rút tiền hàng ngày này, thì mình sẽ có hết tất cả các clip rút tiền giữa các kiểu cho các bạn xem được ấy luôn, kể cả việc đào, việc giữa các kiểu đầy đủ luôn cho các anh em, để anh em cập nhật về phần sau. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình, và nào chưa subscribe nhớ subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình nhé.